Liệu Dr. Fate trong Black Adam có sức mạnh phi thường hơn hẳn Dr. Strange của Marvel? Pháp sư tối thượng Dr. Fate vừa có màn debut hoành tráng với khán giả trong bom tấn Black Adam và để lại ấn tượng mạnh mẽ không kém nhân vật chính. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ với quyền năng và phép thuật mạnh mẽ của ông. Chính vì vậy Dr. Fate không thể thoát khỏi bàn cân so sánh với Dr. Strange của vũ trụ Marvel. Về sức mạnh thể chất, Dr. Strange ngoài việc được học các phép thuật tại Kamantas, ông còn được rèn luyện võ thuật và các kỹ năng cận chiến. Còn Dr. Fate lại sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với một thực thể thần thánh trong vũ trụ DC. Cho nên về sức mạnh thể chất, Dr. Fate vượt trội hơn hẳn Dr. Strange. Về sức mạnh phép thuật, quyền năng của Dr. Fate có thể nói là vô tận bởi ông có siêu sức mạnh cùng với khả năng bất tử, tự hồi phục sau chấn thương hay hồi sinh người đã khuất. So với Fate thì Dr. Strange có phần lép vế hơn, tuy nhiên ông có thể nhanh chóng tiếp thu phép thuật mới và vận dụng chúng nhờ vào ký ức hình ảnh của mình. Về điểm mạnh và điểm yếu, Dr. Strange có lợi thế hơn hẳn nhờ vào sở hữu áo choàng Levitation và mắt thần Agamotto. Thậm chí những pháp thuật của Strange là hoàn toàn độc lập và không phải phụ thuộc vào vũ khí. Tuy nhiên điểm yếu duy nhất của Strange là ông mất thời gian đọc thần chú và thi triển ấn thuật khi làm phép, dễ dẫn đến sơ hở và bị đối thủ gián đoạn. Còn về phía Fate, cái chết không phải là nỗi lo sợ của ông nhưng điểm chí mạng của ông chính là phép thuật. Ông không chịu nổi những đòn phép và phải tìm cách né tránh bởi vì phép thuật của ông hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc mũ do Nabu trao, không hề độc lập như Strange. Vì vậy, ông được Nabu chỉ dạy một số phép phòng thân khi không có mũ nên có thể nói Dr. Fate hoàn toàn áp đảo Dr. Strange về thực lực nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh, ham học và tùy cơ ứng biến của Strange khi đối đầu với kẻ địch.